Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục audio văn học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9. Trong phần audio ngày hôm nay, các bạn nhỏ hãy cùng với chị lắng nghe và ghi nhớ những thông tin về một tác giả đã trở thành một cây bút viết truyện ngắn xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại, các em nhé. Đó chính là nhà văn Kim Lân. Nhà văn Kim Lân sinh năm 1920, mất năm 2007, tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Sáng tác từ trước cách mạng, Kim Lân là nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Ông viết không nhiều, nhưng mỗi trang văn của ông đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Chị vẫn còn nhớ nhà văn Nguyên Hồng đã từng phán về người đồng nghiệp của mình rằng Kim Lân một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của đời sống nông thôn. Quả thực, bằng chất văn gần gũi, mộc mạc, giản dị, khai thác được nội tâm của nhân vật, nhà văn Kim Lân đã đưa sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của người nông dân vào những trang văn của mình cùng một tâm hồn đầy tình cảm yêu thương gắn bó với quê hương đất nước. Chừng ấy tác phẩm của nhà văn Kim Lân là không nhiều nhưng cũng đủ để ghi danh nhà văn trên văn đàn như một cây bút có biệt tài sáng tác truyện ngắn, một người nông dân thực thụ viết về nông thôn Việt Nam. Và tiêu biểu trong số những sáng tác của nhà văn Kim Lân, chúng ta không thể không kể đến tác phẩm Làng. Truyện ngắn Làng được sáng tác vào năm 1948 và đấy chính là thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây là một tác phẩm thành công của văn học Việt Nam thời kỳ đầu kháng Pháp. Tác phẩm phải chăng đã gây ấn tượng với chúng ta ngay từ nhan đề? Một nhan đề Làng rất ngắn gọn nhưng cũng giàu ý nghĩa, thể hiện sâu sắc được chủ đề của tác phẩm. Làng ở đây có thể hiểu là làng chợ giàu của ông Hai, một ngôi làng yêu dấu mà người nông dân tản cư như ông Hai luôn nhớ về và tự hào tha thiết. Làng cũng là một danh từ chung, tác giả không đặt nhan đề cụ thể là làng chợ giàu bởi còn muốn gửi gắm ở đây chủ đề khái quát, rộng lớn hơn. Làng là không gian sinh hoạt, là nơi chôn rau cắt rốn gần gũi và gắn bó máu thịt của người nông dân. Và là mọi miền quê trên đất nước hay cũng chính là hình ảnh đất nước thu nhỏ. Như vậy, nhan đề Làng vừa nói lên tình yêu làng, yêu nước của ông Hai nói riêng, lại vừa nói lên được tình cảm của lớp người nông dân thời chiến nói chung. Chỉ nhan đề thôi, nhưng cũng đã góp phần bộc lộ được chủ đề của tác phẩm này rồi, phải không nào các em? Bên cạnh đó, tìm hiểu về những thông tin khái quát của tác phẩm Làng, chúng ta cũng cần biết được về tình huống chuyện. Chuyện ngắn Làng mở ra cho chúng ta với một tình huống, đó là ông Hai là người rất yêu làng chợ giàu, ông luôn hãnh diện khoe về làng của mình ở nơi tản cư. Ấy vậy mà ông lại nghe được tin làng chợ giàu Việt gian theo giặc. Khi đang bế tắc trong nỗi nhục nhã ê chề thì ông Hai lại nghe được tin cải chính. Như vậy, tình huống chuyện này có hai ý nghĩa sâu sắc. Thứ nhất, tình huống chuyện góp phần bộc lộ sâu sắc tính cách của nhân vật. Tác giả Kim Lân đã đặt nhân vật vào một tình huống gay cấn để nhân vật bộc lộ được sâu sắc cả hai tình cảm là tình làng và tình nước. Một người yêu làng tha thiết mà nghe tin làng mình theo giặc, đó là tình thế thử thách tình yêu nước của ông Hai. Và trong lúc bế tắc, tuyệt vọng nhất thì ông Hai nhận được tin cải chính. Mọi cảm xúc như vỡ òa trong vui sướng, đặt trong tình huống như vậy, ông Hai đã có chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc trong tâm lý. Tình huống chuyện đã tạo nút thắt gay cấn, gây ra mâu thuẫn giằng xé trong tâm can của nhân vật. Đồng thời, tình huống cũng là nút mở, tháo gỡ mọi bế tắc, âu lo, vừa tài tình, hợp lý, lại vừa tinh tế và xúc động. Tình huống chuyện đã góp phần thể hiện được chủ đề của tác phẩm, đó chính là nét ý nghĩa thứ hai của tình huống chuyện này. Chủ đề của tác phẩm Làng chính là tình yêu nước rộng lớn, bao trùm lên tình yêu làng. Những tình cảm ấy thống nhất, chi phối mọi tâm tư, hành động của ông Hai. Đó chính là tình cảm dành cho quê hương giản dị mà mãnh liệt của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã được nhà văn Kim Lân vận dụng một cách sáng tạo trong việc làm nên tình huống chuyện của tác phẩm này các em nhé.
Để chia sẻ về tác phẩm Làng, nhà văn Kim Lân đã từng tâm sự: chuyện ngắn này không phải viết về đời sống nơi tản cư, mà viết về tình cảm của con người với làng xóm và quê hương. Chuyện viết về chính những người nông dân ở làng tôi. Hồi ấy gia đình tôi cũng đi sơ tán. Trên khu ở mới có tin đồn làng tôi là làng Việt gian. Mọi người đều nhìn những người dân ở làng với con mắt chế giễu, khinh thường. Tôi yêu ngôi làng của tôi và không tin dân làng tôi có thể đi theo giặc Pháp. Tôi viết chuyện ngắn Làng như thể để khẳng định niềm tin của mình và minh oan cho làng tôi. Và quả đúng như vậy, trong chuyện ngắn Làng, nhân vật ông Hai phải chăng chính là sự hóa thân của tác giả để như một sự minh oan cho một ngôi làng kiên cường, bất khuất, đi theo cách mạng. Tìm hiểu về nhân vật ông Hai, các bạn nhỏ không thể quên những giai đoạn về diễn biến tâm lý của nhân vật này. Và trong phần audio này, hãy cùng chị ghi nhớ những thông tin, những phần kiến thức về diễn biến tâm lý của nhân vật ông Hai trước khi nghe tin làng Chợ Dầu Việt gian theo giặc, các em nhé. Ông Hai là một người nông dân tản cư, và ở nơi tản cư thì ông nhớ làng da diết. Tối nào cũng vậy, sau khi xong xuôi việc nhà, ông lại sang bên gian bác Thứ để trò chuyện. Sau tất cả những chuyện chính trị, quân sự nghe ngóng được, ông kể về làng của mình. Nỗi nhớ làng khiến ông lão thay đổi cả tâm tính, lúc nào cũng thấy bực bội, hơi tí là gắt, hơi tí là chửi. Khi nói về chuyện làng, ông lão vui mừng, náo nức đến lạ thường. Hai con mắt ông sáng hẳn lên, cái mặt biến chuyển hoạt động. Tình yêu làng của ông được gói gọn trong những chữ khoe. Ông khoe làng ông có cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa và rộng rãi nhất vùng. Chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre, chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe thấy. Ông khoe làng ông có nhà ngói san sát, sầm uất như tỉnh, đường trong làng toàn lát đá xanh. Trời mưa trời gió, tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm, bùn không dính đến gót chân. Tháng 5 ngày 10 phơi rơm, phơi thóc thì tốt thượng hạng, không có lấy một hạt thóc đất. Hồi còn đế quốc Pháp, mỗi bận đi đâu xa, khoe làng ông chỉ khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông. Ông có vẻ hãnh diện cho làng có được cái sinh phần ấy lắm. Bây giờ khoe làng, ông lão lại khoe khác. Ông khoe những ngày khởi nghĩa dồn dập ở làng mà ông gia nhập phong trào từ thời kỳ còn bóng tối. Ông Hai vẫn có tính khoe làng như thế xưa nay. Phải hãnh diện và tự hào lắm, ông Hai mới tự tin khoe về làng mình như vậy. Và cũng phải yêu cái làng Chợ Dầu nhiều lắm, ông Hai mới nhớ như in từng đường đi, lối bước, từng nếp nhà, từng hình ảnh của làng. Mọi sự vật, công trình của làng qua lời khoe của ông Hai đều thật hoành tráng và đẹp đẽ. Ông lão khoe cho đỡ nhớ làng và ẩn chứa trong đó là niềm tự hào, hãnh diện về làng Chợ Dầu của mình. Nỗi nhớ về quê hương của ông cứ chồng chất. Chao ôi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. Ông lão nhớ, ông đem cái làng ra kể cho cái nhớ ấy vơi bớt. Ông nghe ngóng nó qua báo đài, qua những người tản cư. Tình cảm đối với làng của ông Hai mãnh liệt nhưng vô cùng mộc mạc, giản dị và chất phác. Ở nơi tản cư, hình ảnh của ông Hai hiện lên mang đầy đủ những phẩm chất quý báu của người nông dân Việt Nam, hiền lành, chịu khó, chịu thương. Đối với ông, đi tản cư, Âu cũng là kháng chiến. Ở nơi tản cư, ông làm tất cả mọi việc, từ cuốc đất trồng rau, chăm sóc bọn trẻ. Ông cũng không quên giữ vững tinh thần quyết tâm chống giặc. Có chút gì gây được khó khăn cho bọn giặc là ông tâm đắc lắm. Trời thì nắng gắt mà ông thấy thật sảng khoái. Nắng này thì bỏ mẹ chúng nó, tây ấy chứ còn chúng nó nào nữa, ngồi trong vị trí giờ này bằng ngồi tù. Hình ảnh ông đậm chất nông dân, với ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ. Người nông dân ấy hiện lên cũng thật đáng yêu. Ông ghét những người biết chữ ra vẻ ta đây, đọc báo mà chỉ đọc có một mình, không đọc to lên cho tất cả mọi người cùng nghe.
ông quan tâm tới tình hình chính trị quốc gia, đến các tin chiến thắng của quân mình, tin một em bé trong ban tuyên truyền bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm cắm quốc kỳ lên tháp rùa. Một anh trung đội trưởng sau khi giết được 7 tên giặc đã tự sát bằng một quả lựu đạn cuối cùng. Đội nữ du kích Trưng Chắc giả làm người mua hàng bắt sống được tên quan Hai Bốt Thao ngay giữa chợ. Tất cả những tin ấy khiến ruột gan ông lão cứ như múa cả lên, vui quá. Niềm vui của ông Hai là niềm vui của một con người biết gắn bó tình cảm của mình với vận mệnh của toàn dân tộc. Đó là niềm vui mộc mạc của một tấm lòng yêu nước chân thành. Tình yêu làng đã hòa nhập với tình yêu nước trong con người của ông Hai. Tình cảm ấy vừa mang những nét chung rất truyền thống của con người Việt Nam yêu nước, lại mang những nét riêng hết sức độc đáo của một người nông dân chân chất, hồn nhiên như ông Hai. Tác giả Kim Lân đã rất khéo léo khi thể hiện tính cách nhân vật thông qua những nét tâm lý rất tự nhiên, chân thực như thế, bằng một giọng văn đã hòa nhập cùng với cả nhân vật. Ông đã sử dụng những ngôn ngữ của người nông dân Việt Nam để đem lên trang văn, đem đến cho chúng ta chân dung của một nhân vật ông Hai yêu làng và yêu nước tha thiết. Đó là những nét diễn biến tâm lý của nhân vật ông Hai ở nơi tản cư và trước khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc. Chị mong rằng với phần audio nho nhỏ như thế này, các bạn một lần nữa được ôn tập lại kiến thức về nhân vật ông Hai. Chị xin hẹn gặp lại các bạn trong những phần audio tiếp theo về tác phẩm làng của nhà văn Kim Lân các em nhé. Rất cảm ơn các em đã lắng nghe và ủng hộ phần audio này.